Được. Khi mình in ấy thì mình sẽ khởi động bằng phần mềm zip file là phần mềm Mentos. Mình sẽ lưu, mở, làm mới. Ok, để default, ok. Bây giờ mình sẽ vào file, vào import picture, hoặc là vào biểu tượng đây, hoặc là có thể là ấn Ctrl Y. Không có nói bình thường. Dạ. Sau đó mình sẽ chọn file để mở vào. Đấy, ví dụ là file này để này. Mình thường hay sử dụng hai sử dụng công cụ này. Công cụ thứ nhất là công cụ Lumen. Đây, công cụ thứ hai là Matrix này. Là công cụ kích thước. Đây, công cụ rồi tâm điểm là kích thước. Đây thì kích thước tọa độ. Còn công cụ là công cụ sắp xếp. Căn. Vâng. Canh canh. Dạ. Thì trước mắt mình sẽ in với một với thực hiện lệnh với một tấm thôi. Giả sử những cái file này chẳng hạn, nếu mà kích thước của mình ấy, là có đúng theo nhu cầu chưa? Nếu chưa đúng nhu cầu mình thì mình có thể sửa. Một là sửa trực tiếp ở đây. Ví dụ như là 500 chẳng hạn, 600 thì chẳng hạn. Đó, cái file nó sẽ ra như vậy. Hoặc là nếu mà mình muốn ấy, sửa kích thước mà nó tỷ lệ ấy, thì mình có thể là vào đây mình sửa luôn. Cái chuột phải tên này. Đấy, và ở đây mình muốn là lên 600 chẳng hạn. Và mình kích contract. Ok, nó sẽ ra tỷ lệ. Còn sửa ở đây nó sẽ sai tỷ lệ. À, đúng rồi đấy. Ra đúng tỷ lệ. Đấy. Ok. Ở đây mình sẽ sửa nhỏ hơn đi. Để in nó nhanh. Đây, file của mình kích thước sẽ là 500, 250. Thì mình sẽ sửa vào file, vào page setup. Để sửa cái trang giấy của nó. Trang giấy bằng kích thước của mình. Kích thước file của mình. Mình chọn vào file cũng được. Nếu mà trong trường hợp mình có duy nhất một file mình có thể chọn. Mình có thể chọn select. Thôi này, mình tự chọn. Kích hai này là sẽ vào trong khu. Căn tra, căn giữa, căn... Vâng, đúng rồi, trang giấy của mình. Sau đó thì mình vào file và kích free. Hoặc là ấn Ctrl P. Ừ. Đấy, hoặc là kích vào đây. Để lệnh đi. Rồi, mình chỉ cần kích free to file. Đi vào vị trí nào đấy thôi, tùy ý của mình. Em tạo sẵn đây rồi thì ở đây cũng vào đây. Em nó chạy. Khi nó chạy hết thì mình có thể tiến hành in bình thường. Rồi, ok. Vậy là hết công cụ của phần mềm này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lệnh in. Ở bên này mình sẽ lấy file ra và để lệnh in ở trên phần mềm điều khiển này. Mình sẽ vào file đây. Thì file số file số 5 của mình nha. Mình vừa làm ra đây. Thì để tiết kiệm vật liệu thì mình sẽ ke vào. Ke vào đây đi. Đó, ke vào đây đi. Sau đó mình sẽ in ở vị trí là 90. 90 đi, đúng không? Hoặc 100 đi. Đấy, thì mình sẽ nhập tọa độ trước. Setting này. Ví dụ là 100 này. Đó, kích vào file. Ví dụ vào đây. Và kích vào đây. Lệnh in. Làm in. Đây. Đó. Trong quá trình in ấy, thì nó sẽ phát sinh là gì? Giả sử như phát sinh là có sự cố để ra phòng vật liệu chẳng hạn. Mình lúc đó mình có thể là ấn power ở trên này hoặc ấn power ở trên phần mềm cũng được, đều được như nhau. Em sẽ không hướng dẫn ở trên này. Đó. Hoặc ấn power ở đây. Khi mà nó chạy nó sẽ ở đây chỗ này, ở đây nó sẽ là power. Còn bây giờ nó sẽ là do summer. Thì mình có thể là hiệu chỉnh, chỉnh lại vật liệu hoặc là gạt lại cái này hoặc là cái kia để gặp loại bỏ những cái yếu tố nguy hiểm. Sau đó thì giả sử tiếp nữa là mình thấy in là mình thấy cái này nó có những kẻ vạch như này. Đúng không? Vạch như này, vạch như này. Thì có nghĩa lúc đấy là đầu khuôn của mình đang bị mất màu. Thì lúc do là do cái lúc bước đầu tiên mình làm không có chuẩn. Thì lúc đó thì mình lại có thể là clean lại. Trong quá trình này dừng lại mình clean bình thường. Tức là vẫn dừng lại. Thì đúng không? Clean bình thường. Sau đó mình tiến hành in tiếp. Dạ. Rồi mình skip vào git summer để in tiếp. Thank you.
Đâu, khi mình muốn hủy lệnh thì mình chỉ cần ấn can xem. Can. Yes.